133 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vừa được trao quà học bổng. Hoạt động nằm trong chương trình Vòng tay yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức. Dịp này, nhiều doanh nghiệp cá nhân đơn vị đã quyên góp 143 triệu đồng ủng hộ quỹ Vòng tay yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhằm chia sẻ động viên các trẻ em mồ côi khó khăn trên địa bàn.